bạn đã biết về chụp ảnh cưới trong studio chưa? Nếu chụp trong không gian đó sẽ có những ưu điểm nào? Hãy cùng chúng ta vào sâu tìm những này nhé. 1. Kiểm soát ánh sáng. Khác với ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trong studio không thay đổi. Điều này đảm bảo rằng mọi chi tiết về váy cưới, tóc và trang điểm của bạn đều được ghi lại một cách hoàn hảo. 2. Quyền riêng tư. Các cặp đôi ngại ngùng trước đám đông thì lựa chọn phong cách chụp này là rất phù hợp. Studio có không gian riêng tư sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và không mất cảnh giác trong khi chụp. Việc này góp phần tạo nên một bộ ảnh cưới tự nhiên mà bạn phải say wow vì bất ngờ với khả năng diễn trước ống kính của mình đấy. 3. Sáng tạo không giới hạn. Nếu bạn nghĩ chụp trong studio nhàm chán vì ảnh cưới chỉ chụp trên nền trơn đơn điệu thì bạn sai lầm rồi nha. Không phải tự nhiên mà ảnh cưới studio được ví von là ảnh cưới Hàn Quốc. Sự sáng tạo trong setup ánh sáng, hậu kỳ của kỹ thuật chỉnh sửa và đặc biệt là phép phù thủy của các bạn makeup artist sẽ giúp bạn tạo nên một bộ ảnh cưới vô cùng nghệ thuật. 4. Chống chịu thời tiết. Các cặp đôi chụp ảnh cưới vào mùa mưa thì nên chọn chụp trong studio để không bị thời tiết làm gián đoạn buổi chụp, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và mất tinh thần nhé. 5. Vượt thời gian. Với phong cách đơn giản, tinh tế, chú trọng tính nghệ thuật, bộ ảnh cưới trong studio có sức hấp dẫn vượt thời gian. Ảnh cưới của bạn có thể 10 đến 20 năm sau vẫn trông rất hiện đại.